Ngày 22 tháng 12, lãnh đạo phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tủ bánh mì được bán với giá 2.000 đồng một ổ nhưng đầy đủ rau thịt hoặc trứng, nhằm san sẻ khó khăn với người lao động nghèo của phường đã hoạt động được 8 năm. Tủ bánh mì này được đặt ngay trụ sở phường Thống Nhất, đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột. Nơi đây cứ đều đặn 4 giờ sáng mỗi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, cán bộ, tổ trưởng và bí thư các tổ dân phố đã có mặt để chế biến thực phẩm, chuẩn bị bữa sáng cho người lao động nghèo. Theo ghi nhận của PLO, không khí xung quanh tủ bánh mì giá 2.000 đồng lúc nào cũng vui nhộn. Cán bộ phường, các bác tổ trưởng, bí thư các tổ dân phố chia nhau từng phần việc, người nhặt rau, người luộc thịt, chiên trứng, người xẻ bánh mì để kịp giờ bán hàng. Đến khoảng 5 giờ sáng, nhiều người đi bán vé số, các cô chú lao công hoặc các cụ già đã tìm đến trụ sở phường Thống Nhất để mua bánh mì. Có thời điểm người đến mua đông nên tự giác xếp hàng chờ đến lượt để đảm bảo trật tự. Mỗi người dân đến đây chỉ mua từ 1 đến 2 ổ bánh mì nhằm nhường lại phần cho người đến sau. Tủ bánh mì 2.000 đồng hoạt động trên tinh thần thiện nguyện nên cán bộ đương chức hay cán bộ hưu trí ai rảnh thì chủ động đến phụ giúp, không gượng gạo ép buộc. Về sau, một số nhà hảo tâm biết chuyện đã hỗ trợ thêm kinh phí giúp tủ bánh mì của phường hoạt động duy trì đến hôm nay. Tủ bánh mì hoạt động sớm vì đây là thời gian lao động nghèo đã thức dậy để mưu sinh. Mỗi lần bán được khoảng 300 ổ, số lượng này không nhiều nhưng cũng phần nào đó san sẻ khó khăn với những người lao động nghèo trên địa bàn.